Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đi em. Dạ, đầu tiên em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò, bán ở đâu? Dạ, em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ, quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Xuống Bình Phước bán bún bò. Dạ. Bây giờ là sống như đó luôn. Dạ. Rồi, có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình. Dạ, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên cạnh và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ngày xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau, và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn Bình Long và em ở Lục Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao đâu. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý à. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động, em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều và nếu mà nói về công việc kinh doanh á thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Là biến vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền hay chị? Em múc cho anh 2 tô bên đây của em. Đang đói à? Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em khuyết điểm anh hơi kỹ tính nên đang ra nhiều người nói em là khó chịu. Có nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm của thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? Dạ, ý là kỹ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu, chu toàn quá. Phải là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là cấp 3. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng, cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Anh không chịu cưới. Em có nói với anh không? Em có nói, em cầu hôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện mà khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm biếng tiệc nhà thôi, nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều chị. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em á, là em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang miếng đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi. 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Trên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn nhất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc thì sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ, em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi. Nó rách đều luôn á. Dạ không sao, dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp. Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được, ghét cái gì nhất cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á. Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi.
Thỉnh thoảng nó xấu vợ sau này anh. Vợ em nó đâu sợ đâu, cả sớm đều sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó. Ha, giống 80% trở lên đó. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những người phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hay đuôn rách đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chứ vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu, cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thằng chú ai giữ? Bài thằng chú thì để sau này vợ giữ. Ờ, đưa cho vợ ha. Dạ, quậy rồi. Quạng vợ đọc thằng chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam thì cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa, giày đỏ chứ. Đỏ mà đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? À dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. À, ủa trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều em uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Cái lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hơi nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? À, thì em rót bia cho bạn uống được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ, tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ. Không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa nên mình rất thích anh ấy. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu. Không như tống tính, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Anh có món quà đó là sản phẩm của bán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cầu xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em nghe không có được rõ. Anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ủa vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhận anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh thì sao? Anh rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị. Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đùi gối đưa ra. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên với chị. Nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn. Còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Thích. Dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Thì em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò ơi đó. Bún Bò ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nha. Một, hai,
3. Hết thời gian. Hết thời gian. Hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Các bạn đã chính thức hẹn hò nhau. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, hướng đến một cái hạnh phúc bền lâu nha.